Rồi xin chào anh trai nhé. Anh cho biết là anh tên gì? Dạ em tên Trần Dũng Kiên ạ. À. Trần Dũng Kiên hả? Trung Kiên. Trần Trung Kiên hả? Dạ. Anh Kiên nhiêu tuổi rồi? Dạ em 43. 43 hả? Dạ. 43 là sinh năm 81 hả? Em sinh năm 82. 82, 42 hả? À. Tuổi Tuất đúng không? Dạ. Anh Kiên quê ở đâu? Dạ quê ở Cần Thơ. Cần Thơ luôn hả? Ồ, anh Kiên hiện đang làm việc ở đâu? Dạ ở Bình Dương. Bình Dương hả? Dạ chỗ khu công nghiệp 434. Khu công nghiệp 434 hả? Dạ. Anh Kiên cho hỏi là hôm nay anh về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin tìm ai vậy? Dạ em tìm vợ em ạ, và con em ạ. Vợ và con luôn hả? Dạ. Vợ anh họ tên là gì? Vợ tên Nguyễn Thị Nhật Thanh. Nguyễn Thị Nhật Thanh hả? Dạ. Vợ anh nhiêu tuổi rồi? Dạ 91, 33 tuổi. Không, 36. Vợ sinh năm bao nhiêu? 91. 91, 33 tuổi. Dạ. Sinh năm 91, 33 tuổi. Dạ. Ờ. Còn anh 43 tuổi. À 42 tuổi, chơi nhau nói chung là cũng tương đối nhiều không nhỉ? Anh Kiên trước là có vợ chưa? Dạ chưa. Chưa hề đúng không? Dạ. Vậy là vợ anh quen lâu chưa? Anh gặp lâu chưa? Dạ hai đứa với nhau được 15 năm rồi. Ủa 15 năm hả? 15 năm là lúc là mình hai mấy hả? 27, 28 tuổi hả? Mình có cưới không? Dạ không, hai đứa dắt nhau về gọi như cha mẹ lên làm đám vậy. Tại vợ cũng có chồng trước rồi. Ủa? Sao kỳ vậy? Tại giờ vợ đó có chồng rồi, thôi chồng rồi. Vợ anh rồi? Năm nay là 33 tuổi. Vâng. Mà 15 năm về trước. Dạ. Anh có nhớ năm mấy không? Không đâu. Có nói chung là 15 năm về trước. Lúc là 18 tuổi là vợ đã có chồng, một chồng rồi, một đời chồng rồi. Dạ. Ồ. Tuổi trẻ mà đã có chồng rồi hả? Thế là vợ anh trước có con riêng chưa? Dạ không luôn. Chưa luôn hả? Dạ. Trước khi mình quen mấy người mà sao lại nhà? Dạ. Trước đây anh đã từng quen ai chưa? Dạ có. Lúc mà mình ưng, mình quen vợ quen hồi trước quen rồi với gia đình tính cưới mà mình nghèo quá, người ta không chịu gả rồi thôi rồi đi làm rồi quen vợ thôi. Vậy sau là quen vợ bây giờ đúng không? Dạ. Gia đình có đồng ý không? Dạ đồng ý hết, hai bên hết luôn. Hai bên đồng ý hết không hả? Dạ. Vợ anh Kiên là đang làm công việc gì ở đó? Dạ cũng làm chung với em ạ. Chung công ty hả? Dạ nhưng mà khác phần xưởng thôi. Khác xưởng, chung công ty. Dạ. Sáng ra mình đi chung hả? Dạ. Về chung? Dạ. Mình đang thuê trọ hả? Dạ. Anh được mấy người con rồi? Dạ bốn. Bốn người con? Dạ. Ở chung luôn á? Dạ. Ở Bình Dương? Dạ. Con lớn nhất nhiêu tuổi rồi anh? Dạ 14 tuổi. Nhỏ nhất? Bé 2 tuổi mấy gần 3 tuổi, 10 tháng 12 tới là bé 3 tuổi. Vậy là bốn đứa giờ con đi học không? Dạ không. Không đứa nào đi học à? Dạ tại khổ quá không có khả năng lo. Trời đất quỷ thần ơi. Khổ sao mình dạy nhiều vậy? Không biết. Ôi trời, sao kế hoạch anh? Kế hoạch đó, đẻ đứa thứ tư này kế hoạch. Ôi trời, đứa thứ tư thì kế hoạch tầm gì nữa. Đứa thứ tư thì mình buông xuôi luôn. Hết trứng thì thôi. Ôi giời. Mình đẻ nhiều hay để ít là quyền của gia đình. Anh à, mình đẻ mình nuôi mà. Đâu có người khác nuôi đâu. Dạ đúng rồi. Nhưng anh thấy đẻ bốn đứa và một đứa nó có khác nhau không? Dạ không. Không khác nhau hả? Dạ. Giống nhau hả? Dạ. Nhưng em thấy khác nhiều. Ví dụ có bốn trái trứng vịt lộn, có một đứa thì anh cho nó ăn ngập mồm luôn, nhưng bốn đứa này chia nhau đứa nào thòm thèm. Đứa nhỏ thì phải thương hơn mấy đứa lớn rồi. Thương những đứa nào thì cũng đều phải là con mình anh à. Yeah. Mình sinh ra mà đúng không? Có hộp sữa là lẽ ra một đứa để uống một tuần, nhưng bốn đứa được uống trong vòng một ngày. Ngày mai mình không hộp sữa nào chúng nó lại chết thèm đúng không? Yeah. Nó khác nhau ở điểm đó anh đúng chưa? Yeah. Ví dụ nay mai anh có một miếng đất, anh có một thằng con anh chia cho thằng, nhưng có bốn thằng thì không thể chia cho nhau được, buộc lòng lại phải ở trọ anh. Đó là khác biệt đúng không? Và khác biệt hiện nay là bốn đứa hiện nay lẽ ra nếu anh sinh một đứa hoặc hai đứa là hiện nay chúng đang đi học lớp 7, lớp 8, 9 đúng không? Nhưng bốn đứa hiện nay chỉ vì nhiều quá bốn đứa không được đi học, đó là khác biệt anh kia. Ở trọ sinh nhiều con này khổ. Hai vợ chồng anh chị là làm lương tháng được bao nhiêu? Em làm có khi tháng được 9 triệu 9. 9 triệu 9 hả? À, 9 triệu 8, 9 triệu rưỡi, 9 6, trời tiêu có tăng ca nhiều được nhiều, ít được ít gì đó. Tăng ca nhiều được nhiều. Thế còn vợ là nhiêu? Vợ thì cũng tầm 9 triệu 2, 9 triệu 3 trở lại gì đó. Nói chung là gần 20 triệu, hai vợ chồng. Dạ. Công việc cực khổ lắm không anh? Dạ, làm việc cũng cực. Tại tăng ca sáng mình 7 giờ mình làm tí 8 giờ tối là nói chung kiếm tiền mà. Dạ.
kiếm tiền rất vất vả đúng không? Hai vợ chồng như vậy có đủ sống không anh? Nếu cơm cảnh thì mình sẽ có dư chút ít. Mới lên thì khổ, còn thiếu nợ bây giờ mình chẳng là làm cũng thiếu nợ rồi. Ủa mình nợ cái gì vậy? Tại hồi đó quê thì mình nợ tiền ăn, tiền này kia đủ thứ á. Rồi khi mình lên đây rồi không có tiền kiếm xe lên, rồi mình hỏi tiền mình lên. Mình lại chọn người ta thì tháng đầu người ta phải uống cho trước tháng lương nữa, tháng nữa. Nên mình thiếu một chỗ đó. Vợ anh ấy, sống với anh ấy, có vui vẻ hòa đồng không? Dạ hồi trước thì vui vẻ hòa đồng lắm, nhưng mà sau khi này á là chừng 4-5 tháng nay á là quen trên Zalo á. Quen bạn gì trên Zalo cứ nhắn tin suốt, điện suốt vậy thôi. Anh biết hả? Dạ em biết, mà em cũng khuyên nó nhiều lần vậy thôi, cười thôi à. Trai gái? Bạn trai. Lớn tuổi không anh? Tại em chỉ thấy nhắn tin, còn á, còn ở trong công ty thì mấy đứa nó thấy hết, là thấy mặt hết, nó là trẻ hơn em. Trẻ hơn luôn hả? Dạ. Người ta đang ở đâu, tên gì anh biết không? Dạ không. Để cho mình nghe thôi đúng không? Dạ. Nhưng vợ anh thời gian gần đây ấy, là có bỏ đi đâu không? Dạ cũng có đi chơi hết ngày đêm rồi. Đi chơi cả ngày cả đêm? Dạ. Bỏ con ở nhà luôn? Dạ. Cho anh chồng, anh chữ? Dạ. Thì đi. Nó đi đám, để xe đi đám thì đi sáng chủ nhật thì đi tới sáng thứ hai vậy á. Trời đất quý thân, đám cưới ở đâu mà ăn cả họ, ăn kiểu gì mà ăn dữ vậy? Vợ anh đi đám cưới thường xuyên không? Không, tại lên đây ít hơn bạn. Ít nhầm có hay đi không? Dạ. Tuần đi, tháng đi mấy lần? Có đi có một lần đó thôi. Dạ, không. Ta đi hồi... Hôm đó sao anh sáng không... Hôm đó sao anh không hỏi đám cưới ở đâu, đám cưới bạn nào? Nếu bạn thì bạn trong công ty thì bạn đó đi, mấy bạn đi hết. Nhưng mà người ta đi tới 10 giờ, 1 giờ chưa là người ta về rồi. Người ta về với chồng với con đúng không? À, còn vợ là đi suốt. Sao anh không đi hỏi vợ nhầm ở đâu, vợ xịn ở đâu? Vợ nói vợ đi chơi vô Đại Nam chơi thì đi lạc không biết đường về vậy thôi. Đi lạc không biết đường về? Chỉ nói vậy thôi. Trời đất quỷ thần. Vợ anh là ba mấy tuổi, bốn đứa con rồi, đi lạc đường không à? Vợ anh có sử dụng điện thoại không? À, có anh hỏi em nói sao không bắt Google lên, nói không biết được câu. Anh thấy lạ không? Em cũng thấy gì đâu rồi, nhưng mà em nghĩ con cái đông mình không có la gầy, nó đông chỉ phiên thôi, đông mình ăn thôi. Nhưng anh vẫn nghi ngờ đúng không? Dạ, mà thật sự là có luôn, đi làm về cũng vậy. Em là cơm nước chén bát đồ đạc trong làm hết, là vợ chỉ tắm xong rồi lên trên gác á, tại phòng trọ mình có đất á, lên chỉ nhắn tin rồi cười đấm tiễn rồi điện trên đó, thì tới giờ em kêu ăn cơm vậy thôi. Dạ em la cũng mấy lần như vậy rồi. Em không chửi. Con anh vợ anh không tắm hả? Một đứa 2 tuổi hay 2-3 tuổi gì vợ anh không tắm cho nó hả? Không, tại có nhỏ con mà 14 tuổi á. Thằng anh tắm thằng em? Người chị tắm hết. À chị hả? Dạ. Trước mình yêu nhau lâu không? Đúng rồi. Mấy năm? Quen nhau bao nhiêu thời gian? Dạ quen cũng 4-5 tháng đấy, rồi đến với nhau luôn á. Anh có tìm hiểu là trước đây, anh có tìm hiểu là tại sao vợ lại mới lấy chồng mà lại bị chồng bỏ không? Dạ không. Sao mình không hỏi là em mới sao mới cưới chồng mà lại bị gia đình chồng hoặc chồng bỏ không? Cái đó em không có. Sao mình không hỏi? Em không hỏi. Nếu mà mình hỏi mình thấy mà sai sai là mình nghỉ luôn, nghỉ chơi luôn. Em có hỏi tại cái đó ba mẹ cũng ấy, thì ba mẹ nó đó nhỏ dạy bị tệ vụ gì thôi. Vụ gì mà vụ? Thì đó ba mẹ còn sống, ba mẹ nói gì đó. Ba mẹ vợ đó. Vợ anh đi lần này là thứ mấy rồi? Nhiều lắm. Ba là 4 lần. 4 lần. Dạ. Lần này là bao nhiêu ngày là anh kia? Dạ đi hồi bữa chiều mùng 10 chủ nhật rồi á, bữa nay 20 nữa là 11. 11 một ngày. Dạ. Đi buổi chiều, đám dạ. Cưới luôn hả? Không, là chắc sáng là đi chùa, trong công ty tổ chức đi chùa, tụi em đi chùa hết. Gọi như là em thì tiếp dọn đồ ăn cho sư, cho khách quen. Còn vợ thì ngồi cúng đó. Thì em đi qua lại luôn rồi, em thấy thì vợ cứ để điện thoại đó hoài thôi. Rồi giờ em nhằn vậy thôi. Nhằn vậy là... Vợ để điện thoại ở đâu? Để ngay trước mặt của người lạ vậy nè. Để làm gì? Để điện thoại người ta trực tiếp chứ. Điện nói chuyện với người khác á. Rồi về em thấy chùa em... mà, đi chùa mà live stream nữa hả? Dạ, rồi em bực tức rồi về nhà em không có ra gì. Em chỉ nói em nằm giọng em mới chơi thôi. Em mới... đi mà chơi ta đi có cặp có đôi nói chuyện nè, là còn á em trốn chỗ này chỗ kia, em nhắn tin thổi suốt gì đó coi được không, rồi về nhà cười à, rồi hồi trả lời cười thôi hả? Dạ. Rồi nói cười cái em nói mày không ai nghe em chân á, làm gì đó, rồi cái nói mày nói hồi á tao đi giờ tao đi ra Quế cả họ đã giờ ơ nó rồi vợ anh kia gọi anh bằng mày luôn hả? Dạ.
Trời rồi em mới bạn em nói á, mày cứ đi đi giờ nào tao thấy rồi cho đi. Đó. Rồi em bảo nằm nói gì xấu em bảo em nằm đi, rồi nói em á chồng con gì già nói chuyện cọc cằn, thua mấy thằng bạn nữa. Nói vậy em mới xong rồi, xong rồi. Em mới thảy mấy bộ đồ xuống, em mua ở nhà trọ của cô Tư rồi cô vợ em. Chơi là cô vợ em cũng ngồi đó nữa. Lại cãi lộn mà cô vợ không biết luôn. Cô vợ có nói mày sai rồi, mày không biết xin lỗi nó. Mày không nóng lên gì đó. Rồi em nói đi rồi đó mày. Ai sai? Nhà vợ cô Tư là vợ vậy đó. Vợ nói gì đó rồi em bỏ qua trọ cô Tư ngồi hồi về là đi. Anh thấy á. Vợ anh nhỏ anh rất nhiều tuổi, có thể là trên dưới 10 tuổi. Mà gọi chồng bằng mày. Kể cả là nhiều tuổi hay ít tuổi, hay bằng tuổi hay kém tuổi hay hơn tuổi, đã là vợ, là vợ. Vợ mà xưng hô với chồng là mày tao, anh nghe còn tí thân mật lắm, còn tí tình cảm lắm. Em thì vẫn là... vẫn yêu hả? Dạ, mày thì tao cũng yêu mày luôn, đúng không? Tại vì mình nghĩ về con hay về cha mẹ vợ hồi đó còn sống, đã nói như là thân nó không... cái tấm nó gì không được thường gì đó là con nó thương nó, con gán này kia cho cha cho mẹ gì, giờ cha mẹ mất rồi em vợ cũng mất rồi và còn cái vợ thôi. Nhưng mà này anh thấy là thương nổi không? Thương nổi không? Em vẫn bình thường thôi, em bỏ hết rồi. Vẫn bỏ qua như là dạ, hồi xưa anh tính bỏ qua cho vợ là lần 4 lần rồi, anh tính bỏ qua cho vợ khoảng bao nhiêu lần nữa thì sẽ kết thúc cuộc chơi này? Em cũng chưa biết đâu. Chưa biết hả? Nói chung cuộc chơi cái chuyện lớn nhất của em hồi đó là em đi lao động làm bên Đài Loan ở nhà, là bỏ hai đứa con em ngoài chợ á, rồi đi theo người, đi với người ta rồi á, em dụ được về rồi con em là bạn em nó nuôi dùm, em điện cho dòng họ đi rước nuôi đó. Trời đất quý thần. Em về nước là em ở tới giờ là cũng đi hai ba lần nhưng mà... Trước anh đi làm Đài Loan hả? Dạ. Tháng anh đi kiếm được nhiêu tiền? Hai mấy, 30 triệu. Về có đưa tiền cho vợ không? Em chuyển về hết cho vợ. Tháng nào chuyển ra đó? Dạ. Tiền đâu hết rồi? Dạ tiêu hết luôn. Trời đất quý thần. Anh đi Đài Loan bao nhiêu năm? Xuất khẩu lao động bao nhiêu năm? Dạ, lúc đó em làm ở đó có năm mấy. Năm mấy hả? Dạ. Nói chung là khoảng trên dưới 200 đúng không? Dạ. Khoảng như vậy hả? Dạ. Mình đi là mất nhiều tiền không? 41 triệu. Nói chung là còn khoảng trăm mấy. Dạ. Được bao nhiêu chuyển hết cho bạn? Dạ, 41 triệu đó, nhưng mà tiền hỏi đó đi rồi đó, thì tới về tự mình trả luôn thôi. Ồ. Ở nhà giờ gửi về không có trả. Thế là bạn anh xài gì? Em không biết. Xong. À, sao lần này anh không đi Mỹ đi? Anh đi xuất khẩu đi Mỹ đi cho nó Mỹ Latin nhé. Thì nhiều tiền hơn. Anh có đi thì em. Ồ, con cái giờ. Con bỏ con đi. Tội cho mấy nhỏ lắm. Tội chẳng có tội gì cả. Mình đi lần này kiếm nhiều tiền hơn để cho về vợ sướng hơn. Nhớ lần này đi Mỹ Latin. Được không? Anh em làm thiết kế đưa anh dắt đi làm giấy tờ. Nhá. Không đi đâu. Xong đi. Đây làm để nuôi con lên đây. Không làm thì người ta ít tiền. Không có ông bà ở đây luôn nữa. Còn tội nghiệp nó lắm. Thế trước đây mỗi lần anh gửi tiền về, sao anh nói với vợ là một tháng em chỉ được xài cần này, còn cần này em phải cất đi cho anh không? Vâng, em có nói, nhưng mà em đâu biết gì về nữa, không biết. Thế về là biết là vợ xài gì? Đi chơi người ta gì thôi. Đi chơi cho nó mạnh đúng không? Dạ. Vậy là sướng rồi, vợ anh sướng rồi. Bây giờ thế này, em nói như kia này. Nhưng mà nói ra thì có thể là anh còn nói là nhiều hay lắm. Biết mà. Anh Kiên có nhậu không? Có. Nhậu có hay xỉn không? Cũng có quậy. Xỉn nhưng mà có quậy không? Dạ. Chắc chắn không? Dạ. Anh đã bơi. Có lúc nóng, có lúc đó là nhưng thấy điện thoại như quậy á, ở dưới quê á. Ở dưới quê em có la chửi quậy. Là khi là ngoại vợ, mấy cậu vợ là kế bên đó là đã la hết. Đã la vợ em á. Nên giờ xài gì nên em mới nói gì thôi. Anh đã bao giờ đánh vợ chưa? Dạ có một lần. Mới một lần hả? Dạ. Lý do gì anh? Thì cũng điện thoại đó. Sao mình cũng đập bỏ điện thoại đi cho vợ xài cục gạch thôi. Em cũng đã đập nhiều lần rồi, nhiều cái rồi. Nhưng mà đi làm thấy tội nghiệp, bây giờ làm là xài điện thoại không thôi. Cũng như anh làm cho cái cục gạch cho 400 ngàn, 300 ngàn. Không xài nhỉ? Không xài nghỉ chơi luôn. Khỉ nghỉ chơi luôn. Sáng buộc phải đi, buộc phải về. Nghỉ chơi. Anh vậy là anh chắc tin tưởng vợ lắm hả? Dạ đúng rồi. Đến giờ phút này là vợ đã cắm sừng bao nhiêu cái rồi? Mình vẫn chưa tỉnh à? Lần nó này đi, nó đi gì thôi, chơi gì thôi chứ em không là. Bây giờ em biết sai gì nhưng mà dẫn về là em không giờ dẫn nghĩ gì vậy. Thế lần này vợ đi 11 ngày thì anh muốn tìm vợ làm gì nữa đấy? Không giờ về con cái tội nghiệp nó, thằng kia nữa. Rồi mấy đứa nhà nó bệnh đau nữa giờ. Anh thấy một người phụ nữ, người ta thường có câu ấy, là phụ nữ là mang lại đẻ đau đúng không? Dạ. Là vợ anh mang lại đẻ đau nghe.
Vợ anh mang bầu hay anh? Vợ. Vợ mang bầu, vợ không thương con, đúng không? Từ hôm vợ anh đi đến giờ phút này vợ anh có gọi điện là vợ anh đang ở đâu không? Dạ, gọi điện thì không có máy, nhưng lâu lâu có nhắn tin cho em. Nhắn đi cho gì? Nhắn làm gì nữa? Em nhắn tin đó, em đâu về con này kia gì gì đó. Để nhắn tin rồi nói có lần đó nói với em là cấp trên hỏng mấy ngày trước á, cũng sắp mấy ngày trước á là nói người ta dụ gì đó, có người ta có vợ có con rồi, không biết có nhắn tin điện thoại rồi cái em điện lại thì tắt máy luôn. Vợ anh nhắn vậy hả? Dạ. Không điện... biết người ta có vợ có con hả? À chỉ nhắn nói với em vậy thôi. Sao anh nhắn là thế, cô không biết là cô đang có bốn đứa con đang chờ? Em nhắn tin là không có con. Không xem hả? Nhắn bằng Zalo hay bằng số điện thoại? Chấp trước nhắn bằng Zalo, rồi bây giờ là Zalo của người ta cắt luôn rồi. Thoát Zalo hả? Dạ. Giống như là Zalo là vẫn còn hoạt động chứ không có chặn gì hết. Nhưng nó như rồi giờ là không gọi như Zalo là đứng luôn, rồi còn số điện thoại là cắt em mấy ngày này luôn. Hôm trước nhắn tin thì trả tin. Ví dụ em cứ nói ừ anh làm đi chiều tối em đi làm này kia gì đó, em nuôi cá nuôi cà phê gì đó, rồi tối chỗ nào rồi em nhắn tin cho em đi rước, em chờ công ty không gọi qua gì mà không có điện, mà em điện lại không được. Anh có hay chửi vợ không? Dạ. Thường xuyên lắm. Dạ. Không chửi sao? Dạ. Vợ anh có chửi anh bây giờ? Có hoài. Có hoài luôn hả? Dạ. Vợ nhỏ tuổi mà cũng dữ dàng hả? Anh giơ lại cái hình cho xem nè. Ồ, vợ anh đẹp gái đấy. Rồi được không? Vợ đẹp gái. Vợ dễ thương á. Này. Này mà vẫn đi được nhiều lần này. Anh thương vợ anh cái gì nhất? Thương là sinh cho mình nhiều con hay là sao? Thương là cuộc sống đỡ hai đứa cũng nghèo khổ đến với nhau để làm ăn. Rồi có con có cái nhau vậy á. Rồi như là ba mẹ vợ rồi cũng rồi đó. Còn sống cũng dặn dò nó hoài vậy đó. Đó mình bây giờ mình nghe là những lời căn dặn của những người thời xưa gọi là gọi là chăn trối để lại đúng không? Dạ. Nên em rất thương vợ em. Tại vì là không cha không mẹ giờ như bây giờ có người phụ nữ khác đẹp gái hơn nhiều lần sẵn sàng nuôi bốn đứa con cho anh và hỗ trợ anh một cánh tay đắc lực, vừa đi làm kiếm tiền đưa ngược lại cho anh chứ không cần phải lấy tiền của anh. Đâu, em cũng... không thương luôn hả? Hồi trước đây em đi làm cũng có nhiều người nói đó kìa, thôi bỏ vợ con luôn ông nội ơi, để ở đây tôi lo, nó không bỏ đi, người ta không có chồng, ta có cơ người sự nghiệp luôn á. Thì cái lông mày của anh là con người cũng không có phải là cũng không có phải là đến nỗi dữ dằn lắm, mà sao mình yêu vợ dữ vậy hả? Mỗi một lần vợ về như vậy, vợ có xin lỗi là em tha anh tha thứ cho em không? Có xin luôn hả? Dạ. Xin làm sao? Thì như đi làm gì vậy, anh chạy xe chở sau lưng thì nói anh, em thấy anh tay rồi thôi bỏ cho em nghe. Rồi em đừng có đánh hay chửi em gì hết, đừng sầm công nghe anh. Thì em nói, thì giờ em cứ lo mà ngang với anh, lo nuôi con cái thì đừng có chơi như vậy nữa, thì được Facebook Zalo nữa được rồi, thì vợ hứa gì vậy? Nó chuyện đơn giản vậy hả? Dạ. Sao anh viết cam kết? Mắt viết dạ, cam kết? Dạ, chồng viết cam kết. Không, vợ chồng phải viết cam kết, dám tưởng ngay đầu giường chú đi ngủ. Tối trước khi đi ngủ là nhìn vào cam kết, dán to, in to đó. Thì vợ mới nhớ được lâu rồi. Này, này còn thực sự công việc của anh rất khó. Vậy là anh đã từng xuống nước ngoài hả? Yeah. Đài Loan hả? Hơn năm đúng không? Yeah. Sao mình không đi 4-5 năm về cho nhiều tiền thì vợ xài ra thích, lặng tay. Mà mình đi ít vậy. Đi bệnh làm thì đường thì nó so với đây thì nó cao thiệt, nhưng mà xa vợ xa con vậy thì mình cực khổ hơn gấp trăm lần ở đây lắm. Nhưng mà bây giờ gần vợ anh cũng đâu có thay đây còn đâu có giải quyết được cái gì đâu. Nhưng đâu mà có thay đổi, đâu có thay đổi được vợ đúng không? Nên là vợ bây giờ là đi hẳn luôn rồi hả? Dạ. Vợ trước khi đi là có mang theo tiền bạc không? Dạ không, giấy tờ gì là còn giấy con không giờ cầm cho công ty để làm một số xe này á. Xe gì? Xe em mua là trước khu chợ á. Mới mua hả? Dạ. Ai đứng tiền? Em tại em còn thiếu nợ trong cái căn cước là chịu nên không đứng được. Mẹ em vợ em đứng giùm cho em. Mẹ vợ hả? Em vợ. Em vợ thì em vợ ai đứng tiền em lên, nhưng bây giờ cái xe là cảnh giác. Em vợ. Tuyệt đối không giao xe, không cho ai mượn, kể cả vợ mình về cũng không cho đi. Dạ. Cho đi là mất vợ và mất cả xe luôn, mà mình phải đóng phát lại tới giờ. Em muốn nói vậy đó, giờ cô em muốn nói vậy. Anh mà đưa cho vợ là vợ mà về của anh ơi, em xin lỗi em biết sai rồi nhé. Anh chưa đưa cho em đi mua đồ về nấu cơm cho anh ăn nhé. Một là anh mất cả xe mất cả vợ rồi. Và anh đóng tiền còn lại tới đến già rồi. Đúng không? Dạ. Xe này anh mua trả góp là thành bao nhiêu triệu? 38 triệu 500. Trả
trả góp tăng này cũng lâu đấy. 18 tháng. Ờ đấy, được mấy tháng rồi? Dạ được 2 tháng rồi. Ừ, còn 16 tháng. Đó, anh thấy chưa? Hơn 5 trời đó. Hơn 5 trời nhưng mà khả năng đấy mà anh đóng tháng được tháng cái là tới già đó. Giữ đây để cẩn thận nha. Dạ. Không giao xe cho bất kể ai. Không tin này. Anh có tin vào anh không? Tin chứ, nhưng mà kêu em đưa xe ra anh. Tại vì không không được mượn để đưa xe ra anh. Tin vợ là phải giao. Anh nói như thế là không đúng. Tin là phải giao rồi. Tại vì cô ở là nó giúp phát. Chết chết mày không đưa xe cho nó nha. Cô vợ nên quyết đúng không? Dạ. Tại cô vợ đang ở cầu với em hết luôn. Mấy cô vợ hết luôn. Anh cho hỏi. Cái thời gian gần đây, cái thời điểm trước mà khi mà vợ bỏ đi, dạ, cách 11 ngày, dạ, hai vợ chồng anh có ngủ chung không? Dạ có. Hai vợ chồng anh ngủ trên gác hả? Dạ. Con anh ngủ dưới hả? Dạ, em muốn với thằng nhỏ về, giờ đang ổng đi á. Bốn đứa con anh ngủ dưới? Ba đứa ngủ dưới, một đứa ngủ dưới vợ chồng em. Đứa nhỏ nhất là ngủ với vợ chồng anh? Dạ. Thời gian gần đây là anh thấy cái tình cảm vợ anh dành cho anh nhiều ít? Hay là nói chung là lên hôn ngủ thì ngủ thôi, thì em thấy bấm điện thoại thì em muốn làm phiền tới là bấm làm đi, rồi em mở ra thì em thì em thích coi như là bên chú Hải nè, dưới mà coi phim bộ công vậy, em coi một chút thì em ngủ tại mình. Anh coi ra. anh coi chú Hải anh ấy cảnh giác với cái gì chưa? Em cũng thấy rồi, em thấy la gầy đó. Ồ, thấy rồi mà la gầy à? Thấy rồi điện thoại nhúng nước luôn. Dạ. Ừ, cho vào lối nước sôi luộc anh ạ, lưng chỉnh chỉnh luôn nhá. Không có điện thoại thì còn có vợ, bây giờ có điện thoại thì mất vợ, chỉ có thế thôi. Bây giờ cái câu chuyện của anh thực sự là vô cùng phức tạp. Bây giờ chẳng biết khuyên anh sao. Anh đã từng khóc với vợ là em đừng bỏ anh, em đừng bỏ các con lắm. Dạ có. Khóc luôn hả? Dạ, có nhiều lần lắm. Khóc nhiều lần lắm hả? Dạ. Lần này thì anh khóc to lên. Đúng rồi. Ừ. Tại thấy con là rất chiều, con bé là 7 tuổi á. Nó khóc, rồi em khóc luôn. Con anh có hỏi mẹ đi đâu không? Không. Anh thấy như vậy là tội không? Tội lắm ạ. Anh bây giờ anh khóc thử cho tôi nghe. Không, chắc nghe khóc không được. Khóc đi. Vợ ơi là vợ. Anh thương vợ từ khi vợ chưa có con. Đến giờ phút này là vợ bốn đứa con cùng với anh rồi. Anh yêu vợ, anh tin tưởng vợ. Anh đi Đài Loan, đi xuất khẩu lao động nước ngoài. Anh có bao nhiêu anh dành dụm hết cho em. Bây giờ em xài rồi, em sung sướng rồi. Anh thì hiện nay là chưa biết sung sướng là gì cả. Anh có bao giờ được đi ăn nhà hàng không? Dạ em không giờ đi mình ăn. Nếu đây có sao mình đi, sao mình không đi ăn một mình cho sướng? Dạ không. Em đi làm rồi tưởng này như có tới lương là em cũng sẽ trả giờ đi ăn. Vậy là mình thua người ta rồi. Em trả giờ đi ăn thôi chứ em không giờ đi. Tôi nói cho anh nghe này, khi buồn buồn một mình tôi đi ăn nhà hàng 3-4-5 triệu. Tôi nói thẳng như vậy. Ăn để hiểu, ăn để biết. Chứ mình làm ra mà mình lại không được ăn. Như anh bây giờ anh làm cầm cụi này cả tháng là tăng ca thằng kíp mà anh đưa hết cho vợ, kể cả sang Đài Loan thôi, nước ngoài cũng vậy. Đúng không? Anh làm cả tháng 2-7 triệu anh về bơm hết cho vợ, cùng vợ đi ăn cái gì anh đâu biết, nhưng mà cuối cùng bên kia là anh thậm chí là một miếng thịt không được ăn. Đúng chưa? Dạ. À, vậy là khó hay chưa? Ừ. Rồi, hôm nay về có bao nhiêu ăn một nửa. Đưa cho con lui qua một nửa nha. Vợ về cũng vậy, lâu lâu buồn tơ ta đi ăn mình. Hoặc là nếu có con thì thương con thì mua được cho con ít. Được chưa? Dạ. Ừ. Mình phải hưởng thụ chứ. Cứ để cho vợ hưởng ngoài. Để cho vợ mới biết được cái cảm giác. Anh ạ. À, nếu vợ về vợ mới biết được cái cảm giác. Ờ, ông này ông đi ăn phở, ông ăn bún này, là ông ăn nhà hàng, ông ăn khách sạn, ông gọi món nọ, ông gọi món kia, ông ăn ngập mồm ngập miệng này. Mình ông coi không ra gì cả. Thì vợ mới nghĩ được là trước đây mình ăn là sao mình không, do chồng mình nó hiền vậy. Đúng không? Mà giờ chồng mình đi ăn là mình khó chịu, đúng không? Cái câu chuyện của anh ấy thực sự là vô cùng phức tạp. Bây giờ anh em ở đây nói thật, tư vấn cho anh tư vấn vậy thôi, nhưng mà thương là thương các đứa trẻ rồi. Chứ đối với anh thì tôi nói thật tôi cũng không thương anh đâu. Tôi nói thẳng như anh tôi không thương. Vợ anh thì quá thương rồi. Vợ anh thì đã mê rồi. Còn riêng anh tôi không thương. Tôi thương bốn đứa con anh rồi. Anh là một người đàn ông, anh là một người trụ cột. Nhưng hiện nay anh không điều khiển được vợ. Và cái thứ nhất, cái thứ hai là anh để cho vợ đi nhiều lần. Cái thứ ba là anh làm bao nhiêu anh đưa và hết cho vợ. Đưa cho một lần mà đã mất tín là lần sau mình không đưa. Đúng không ạ? Để mình phải dành dụm giữ lại. Em chỉ nghĩ là mình đưa đó để xài công việc, nó lo cho gia đình thôi. Lo công việc bây giờ con hơn học 4 đứa 6 triệu, đưa cho mày một tháng 6 triệu, đưa cho mày tháng 3 triệu tiền ăn nữa là 9 triệu, còn đâu 2 mấy triệu, 10 mấy 20 triệu tao vào túi. Được chưa? Lại mày mua nhà mua đất chứ. Thế mà lẽ mình ở trò hoài vậy. Đúng không? Dạ. Yeah. Mình phải có tương lai, có mục đích. Mình sống là phải có mục đích nhỉ? Phải có mục tiêu. Đúng chưa? Chứ làm bao nhiêu cầm cùi khổ đưa hết cho vợ, đến khi mà khỏi lại vợ này em xả hết thành được.
và anh tha lỗi cho em xài quá quá chớn, thế là mình lại khổ. Bây giờ là anh cũng bốn mấy rồi, tuổi này là khoảng từ giờ đến 60 tuổi anh nhỉ. Yeah. Mà nếu anh không có nhà, không có đất thì khoảng 61 tuổi đổ ra là anh không có cơ hội anh ạ. 61 tuổi đổ ra là tiền bao nhiêu anh phải dành dụm, có thể phải đi chữa bệnh. Vì cái tuổi đó là con người ta sức khỏe nó yếu rồi, nó không ai khỏe mãi như bây giờ đâu anh, đúng không? Yeah. Bây giờ anh khác, mà 20 tuổi anh khác. 20 tuổi có thể anh ngâm trời mưa trời nắng được, nhưng bây giờ anh mà không bao giờ ngâm được, cái sức của anh bây giờ không thể ngâm được, giống như thời xưa được nữa. Vì vậy cái sức con người ta nó như, con người nó như một cỗ máy ấy. Máy mới thì nó còn bảo hành, còn chạy hết ga hết số rồi. Nhưng máy này bây giờ của anh không chạy hết ga hết số rồi, anh chạy cả đàn thôi. Mà một thời gian nữa là chạy tuột sên luôn. Anh mà chạy quá là tuột sên, đúng không? Hư sên luôn, xoáy lòng luôn. Anh hiểu từ đó không? Rồi tư vấn cho anh vậy là quá nhiều nhé. Em nói là những đây để nhờ chú Hải với anh giúp em, để như kiếm vợ em với con em về thôi. Tại mấy trước làm chạy em có điện đừng nói nhắn tin nói là cũng ở gần gần đó, cũng khu 434 hay quy ship gì đó nói gì đó, nhưng mà cái gì đó nó gần đó đây, lộn bộ lên tiên là khoảng chừng 4-5 phút nhưng mà không liên lạc được. Hôm mà mấy lên thì nhắn tin lại đây, còn em nhắn tin em điện lại là tắt máy hết, tắt sim luôn. Bây giờ anh có ước nguyện tìm được vợ sớm nhất không? Dạ, em ước nguyện là tìm. Nhưng nếu về lần này vợ đi tiếp thì anh sẽ có tìm nữa không? Anh cũng vẫn tìm. Vẫn tìm luôn hả? Dạ. Tìm tới già luôn đúng không? Dạ. Rồi, ok, cảm ơn anh như vậy là quá đẳng cấp đấy. Anh nói chung là anh hơn người. Vậy là anh nếu mà để chấm điểm đi thi là tôi sẽ chấm cho anh 11 điểm. Chấm 11 điểm. Cảm ơn anh. Tôi như này là tôi có 10 vợ rồi. Nếu tôi giống như anh thì hiện nay tôi có 10 vợ. Chỉ khuyên anh một điều cuối cùng. Sống với nhau là phải tin nhau anh. Nhưng mình tin một mức độ nhất định. Khi mình đã có độ nghi ngờ mình phải cảnh giác cao độ. Mà khi phát hiện được rồi thì mình chấm dứt. Một lần, hai lần, ba lần, lần này là bốn lần, và có thể là vân vân và vân vân anh ạ. Hôm nay vợ anh đi như thế này, nhưng ngày mai có thể vợ anh sẽ công khai và gửi lại hình, tất cả những hình mà vợ chồng anh, vợ anh hoặc người đàn ông đó hoặc cái người nào đó cho anh, đến lúc này anh còn ức chế hơn nhiều lần anh ạ. Bây giờ thế này, khuyên anh điều cuối cùng, bởi vì thấy anh là một người nó khác lạ đặc biệt. Hy vọng là anh hãy tỉnh táo và bản lĩnh, không khóc với bất kể một cha con nào. Khi nào cha mẹ mình, cha mẹ ruột khóc mà mất đi thì mình mới khóc. Bởi đó là những người sinh thành cho mình anh. Còn vợ mình chỉ cái áo. Hiện nay anh đang mặc áo gió, tối nay về anh cởi ra là xong. Mai anh mặc áo gió mới, coi là vợ khác rồi. Anh hiểu từ đó không? Cũng như vợ anh thế thôi, vợ anh sống với anh đến giờ phút này bốn bà con rồi. Vợ anh lột áo dục lên sông, lâu là sông Sài Gòn rồi. Và anh đang mặc áo của người khác anh ạ. Thế vì vậy nhân vợ chỉ là người dân. Hy vọng là nếu như anh tỉnh táo thì cuộc đời anh bớt khổ. Anh không tỉnh táo có thể anh sẽ khổ đến vĩnh viễn cuộc đời. Đây là những lời tâm sự cuối cùng của anh. Yeah. Nhá. Hy vọng anh tỉnh táo. Bây giờ dù sao nữa bốn đứa con anh đang chờ anh, chứ không chờ vợ anh đâu. Yeah. Nếu anh yếu mà anh không kiếm được ra tiền, bốn đứa con anh có thể không có gạo ăn đâu anh ạ. Đúng. Nếu một đứa thì có thể người ta cho, nhưng bốn đứa thì không ai cho được gạo nhiều như vậy anh ạ. Nhé. Hy vọng là những lời tâm sự của anh em đây dành cho anh ạ, cố gắng về nhà suy nghĩ lại, không có tìm kiếm gì, bước chân đi cấm kỳ trở lại, về rồi quỳ từ ngoài đường quỳ vô nha, xin lỗi đàng hoàng, tha thứ. Còn nếu không mà về cả trốn, nhấn nút một cái một, không nói nhiều, nhấn nút tức quân tịch, được chưa? Vợ thì vợ mà trả vợ thì thôi, nhưng mình đàn ông mình phải bản lĩnh ý. Đàn ông phải gan thép cho anh, sương gió phủ đầy trai, anh đã từng sang nước ngoài đã nhiều rồi đúng không? Rồi cảm ơn anh nhé. Bây giờ này anh hãy nói một điều cuối cùng trên cuộc trò chuyện này, hy vọng là vợ anh xem được video này. Một là vợ anh quay trở về luôn, hai là vợ anh sẽ đi luôn. Nhưng mà nếu em có thấy video này á thì em hãy ẵm con quay về với anh đi. Nếu không có tiền á thì điện số điện thoại của anh đó, anh đi anh trả tiền cho, hoặc là cho địa chỉ anh đi rước. Còn những cô bác nào á có xem được cái video này của anh Hải này á thì hãy chia sẻ giùm con lên mạng này, gặp mẹ vợ và con ở đâu hãy gọi qua số điện thoại giùm con là 0862
786 495 à, con tên Kiên. Ai gọi điện cho anh ấy, anh phải cảnh giác tất cả những số điện thoại người ta gọi cho anh mình nghe, nhưng mình phải cảnh giác nha. Dạ. Người ta lại bảo chuyển cho tôi tí tiền, tôi chở vợ anh về, anh có tí tiền nào anh lại chuyển lốt thì khổ lắm nhé. Được chưa? Dạ em đồng ý không? Mấy ngày nay em có điện đây. Hả? Mấy ngày em bị 3 triệu. Ôi giời, ông ơi, đấy tôi đã nói rồi. Thì chưa nói chuyện ông khôn, ông mà đọc cái số điện thoại của ông như này nhé, ông hôm nay ông phải mất 20 triệu. Rồi biết bị gạt vậy rồi, rồi... Sao ông khôn đấy? Rồi em mới chạy lên, người ta mới chạy lên đây. Mình còn tiền không? Dạ còn được 700-800 ngàn. 700-800 xong cho nó thì mình mai còn cái lịch thì về đây. Bây giờ này nè, tất cả những thông tin anh chia sẻ hoàn toàn trên mạng xã hội á. Dạ. Nha. Dạ. Mà các cô chú anh chị nếu một người nào tốt giúp anh gửi vị trí cho anh, chụp hình vợ anh đang ở phòng trọ số mấy. Dạ. Nha, giúp anh. Còn người nào mà chuyển cho tôi tí tiền, tôi chỉ vợ hoặc tôi chở vợ anh về tận nhà là người ta đang lừa đảo mình. Được chưa? Dạ dạ. Khôn quá, mất 3 triệu, 3 triệu để mua sữa cho con uống đi. Rồi hôm nay anh về đây, anh nhờ anh em mình giúp ghi hình mà chia sẻ cái câu chuyện này. Tất cả những thông tin anh chia sẻ là hoàn toàn là có đúng sự thật không? Dạ đúng sự thật. Cam kết không? Cam kết. Nếu sai? Sai em chịu hoàn toàn trước pháp luật. Rồi hôm nay anh về đây nhờ anh em mình giúp Dương ghi hình đăng tin để tìm vợ. Anh có đồng ý cho các anh em mình giúp Dương chia sẻ tất cả những thông tin của anh lên tất cả các mạng xã hội để tìm vợ không? Dạ đồng ý. Rồi cảm ơn anh, chúc anh kiên, gọi là kiên cường nha, kiên định, mạnh mẽ giống như cái tên của anh nhá. Rồi xin chào anh, xin chào tất cả cô chú anh chị bạn.